Và đây là thành quả. Trời ơi, cơm vàng hạt lép đưa vô miệng giúp con lành. Ăn thử nha. Trời, ngon quá bụt. Ồ, cái nào chín mà thơm dữ ta. Cái rất cùi rồi. Cái nào rất cùi á. Cái nào rất cùi ngon á hả. Sao không để bảng 70.000 đây bán hết luôn. Ủa ý hả? Cái này ngon hả? Cái này cái cũng bán luôn hả? À, cái chín đang ỉ hả? Cái này cũng đụng lên em. Ui dạ. Cơm vàng hạt lép. Phải không? Ri sáo. À, chừa hai cái ngon để làm mẫu á hả? Ừ, hôm rồi đây hôm quá, không biết cái nào chín. Ai chắc trái trên đây chín. Có mấy con nào cũng dặm cả nhà lại đó.